Hello, chào mừng các bạn đến với podcast của Jen. Đây là nơi chúng ta có thể chia sẻ với nhau về nhiều chủ đề liên quan đến tài chính cá nhân, phát triển bản thân, ngành blockchain mình đang làm việc và những bài học giá trị mình đã đúc kết được cho bản thân. Trong chủ đề của tập podcast ngày hôm nay, mình sẽ nói về việc phân bổ vốn và đưa ra quyết định đầu tư. Mọi người lưu ý là mặc dù mình có đang làm việc cho một quỹ đầu tư, nhưng mà trong khuôn khổ của tập podcast này, mình sẽ chỉ nói về việc đưa ra những quyết định đầu tư và phân bổ vốn với vai trò là cá nhân và một nhà đầu tư cá nhân bình thường, chứ không phải là một quỹ đầu tư hay gì hết. Tại vì nếu như các bạn so sánh giữa hai việc này thì sẽ rất là khác nhau. Ví dụ cơ bản như việc quỹ đầu tư, họ sẽ thường xem xét quá trình mà đưa ra quyết định đầu tư mất rất là nhiều thời gian, có thể lên đến vài tháng, vài năm. Và những cái tiêu chí đầu tư của quỹ họ cũng sẽ rất là khác. Ví dụ có những quỹ họ đi theo cái investment thesis là triết lý đầu tư của riêng họ, và tất nhiên rồi là số tiền họ bỏ vào cho mỗi vòng đầu tư của dự án cũng sẽ cao hơn nhà đầu tư cá nhân rất là nhiều. Họ có thể bỏ từ vài trăm ngàn đô đến vài triệu đô hoặc là vài chục triệu đô. Cho nên cái việc áp dụng mà đưa ra những cái tiêu chí quyết định đầu tư của một quỹ nó sẽ rất là khác so với một cá nhân nhỏ lẻ. Và trong tập này mình sẽ chỉ nói về việc một cá nhân nhỏ lẻ bình thường đưa ra quyết định đầu tư và phân bổ vốn như thế nào. Hãy cùng bắt đầu nói về việc phân bổ vốn trước. Thông thường thì mình sẽ xác định đó là cái số tiền mình dự định là dành ra cho việc đầu tư này là bao nhiêu. Nếu mà các bạn có theo dõi ở tập 6 là 6 điều mà mình học được về tiền đó, mình có chia sẻ đó là thông thường mình sẽ có một quỹ dự phòng cụ thể rơi vào khoảng từ 100 đến 200 triệu và mình gửi ở ngân hàng. Cứ đáo hạn là mình sẽ lại gia hạn auto như vậy, trong vòng mấy năm mình sẽ không đụng đến quỹ dự phòng này, trừ khi mà có một trường hợp khẩn cấp, một trường hợp emergency và mình phải rút cái khoản này ra ngay lập tức thì mình cũng sẽ có một cái quỹ để phòng thân. Mình cứ để ở đó như một khoản và không đụng tới thôi, nếu mà không có việc gì cần thì mình cứ để đó. Sau khi mà có khoản dự phòng này rồi thì mình mới bắt đầu phân bổ lại cái nguồn thu mỗi tháng để xem là nên dùng vào việc gì. Nếu mà bạn nào mà chưa có cho mình cái khoản dự phòng này thì mình nghĩ là mọi người nên có, dao động tùy vào cái thu nhập và tùy vào cái số tiền mà mọi người dự định thôi. Mình nghĩ là trong khoảng từ 50 đến 100 triệu để dự phòng, một cái số tiền mình để dự phòng ở đó mình không đụng vào á, thì mình nghĩ nó cũng sẽ ok. Rồi, quay trở lại với việc phân bổ chi phí đi. Đầu tiên, cái việc chi phí sinh hoạt mỗi tháng thì chắc chắn sẽ phải có, nhiều hay ít nhưng mà mình nghĩ chắc chắn sẽ ai cũng sẽ có. Đối với mình thì nó sẽ là bao gồm tiền thuê nhà nè, trả cho chủ nhà mỗi tháng, tiền điện, đóng tiền phí quản lý, tiền ăn, tiền nước, tiền xe cộ đi lại, xăng xe, mua sắm, đôi khi sẽ là đám cưới, đi ăn ngoài với bạn bè vân vân. Nó sẽ rơi vào khoảng từ 20 đến 25% tổng thu nhập của mình hàng tháng. Xong khoản đó rồi thì tiếp đến là một cục tiền mình sẽ để dành ra cho một cái dự định lớn của cá nhân mình sẽ thực hiện trong năm sau. Và cái dự định này muốn thực hiện thì sẽ cần phải chi một cái số tiền khá là lớn. Và mình tính ra là cũng khoảng vài trăm triệu về mặt chi phí đó. Cho nên mình sẽ phải tính toán làm sao đó để mình để dành, để mình thực hiện cái dự định này. Sau khi tính toán thì mỗi tháng mình sẽ trích ra 30% thu nhập để vào cái khoản này. Mình xác định đây là khoản để trong vòng ngắn hạn, khoảng bao nhiêu tháng thì mình sẽ cố gắng mình gom góp đúng bấy nhiêu tháng và với số tiền bao nhiêu đó để mình thực hiện. Và thêm một lý do nữa, đó là trong khoảng thời gian một năm rưỡi trở lại đây đó, thì thị trường crypto không có quá nhiều deal đầu tư hấp dẫn như trước, cho nên mình sẽ giảm cái số tiền đem đi đầu tư mỗi tháng lại để tăng cái số tiền tích góp cho dự định cá nhân mình cần thực hiện này hơn. Và sau này đâu đó mình nghĩ là khoảng một năm nữa khi mà thị trường có thể tốt hơn, hoặc là khi mà mình đã thực hiện xong cái dự định cá nhân của mình rồi á, mình đã dùng xong cái số tiền mình cần dùng rồi, thì nếu mà thị trường nó tốt hơn, để cái lợi suất phần trăm khi mà mình đầu tư nó tăng lên rồi á, thì mình sẽ trích cái phần trăm mỗi tháng thu nhập của mình dành ra cho việc đầu tư nó lại nhiều hơn bây giờ. Nhưng mà thời gian này thì tạm thời mình đang phân bổ như vậy để nó phù hợp với nhu cầu cá nhân, phù hợp với cái dự định của mình trong thời gian tới và nó phù hợp với cái tình hình thị trường hiện tại hơn. Và tiếp theo nữa sẽ là một cái khoản nhỏ nhỏ, là một khoản mình sẽ trích ra để mình gửi ba mẹ, gửi gia đình, và mình trả góp nốt một số cái tài sản nhỏ nhỏ khác mà mình mua cho ba mẹ, mua cùng với ba mẹ. Nó đâu đó sẽ chiếm ít thôi, khoảng 10% trên tổng thu nhập mỗi tháng.
Và khoản tiếp theo đó là khoảng 30% mình dành cho việc đầu tư, và cuối cùng là 5% mình sẽ để tiền mặt. Thì cái khoảng 30% mà mình dành cho việc đầu tư mà mình nói ở trên đó, thì nó cũng sẽ được phân bổ thành nhiều mục khác nhau. Mình lấy ví dụ như là trong 30% đó, mình sẽ dành hết 2/3 số tiền để vào một cái quỹ cá nhân. Thì đây là một cái quỹ private được lập ra giữa một vài người nội bộ để invest, để đầu tư những cái deal mang tính nó ổn định và rủi ro thấp và cái thời hạn đầu tư nó dài. Còn 1/3 số tiền còn lại thì mình sẽ để trong ví để mình có thể mua bán tùy hứng, có thể là hold, có thể là trade check gì đó hoặc là do trend theo tháng, ví dụ như hot meme coin thì mình sẽ mua meme coin vân vân. Thực ra cái khoản này nó không nhiều đâu, tại vì mình tự nhận mình không phải là một người trade giỏi, thậm chí là hold thôi thì cái danh sách hold đồng nào cũng phải được chọn lọc rất là kỹ, tại vì mình không phải là một người quá là kiên nhẫn, cho nên thì mình sẽ tự set luôn một khoản. Nó gọi là khoản có thể mất mỗi tháng nếu như trade lỗ, hoặc là nếu như meme coin có bị rug pull, hay nếu đồng coin đó có bị cái gì mình lỗ mình mất hết thì cũng không sao. Đó là cái khoản có thể mất và nó cũng không có quá nhiều, tại vì cái mục đích khi mà mình thật sự là muốn set up một cái khoản này, mục đích lớn nhất đó là muốn keep up to date với thị trường để không bị lạc hậu, tại vì nó liên quan trực tiếp đến công việc của mình mỗi ngày. Khi mình lên công ty, mình lên văn phòng, khi mà mình làm việc, mình sẽ phải có cho mình những cái kiến thức và phải update thị trường liên tục, cho nên là mình sẽ phải luôn luôn skin in the game, gọi là ở trong thị trường để cho nó có cảm giác, chứ không thì sẽ bị out meta mất và mọi người nói gì mình sẽ không hiểu, hoặc là nếu không thì cứ để stablecoin dự trữ ở trong ví thôi, mình không có cần thiết phải nhất định là phải mua con này con kia, mình cứ để stablecoin cũng được, mình không đụng tới thì nó sẽ còn đỡ rủi ro hơn một chút. Thì tổng lại, nếu như mà không có cái khoản cho dự định cá nhân ở trên á, thì mình sẽ lấy cái khoản đó mình cộng dồn xuống dưới, mình để vào cái quỹ private riêng của riêng mình. Tại vì cái quỹ đó đa số là đầu tư những cái dự án và những cái deal khá là ổn định, cho nên nguồn thu từ đó mình sẽ dùng, mình tích góp, và mỗi lần, mỗi cái chu kỳ mà mình có thể rút tiền ra thì mình sẽ rút ra để mình cash out ra, mình tích góp, mình mua tài sản, mình tích tiểu thành đại. Đó là lý do vì sao mà trong cái tập podcast 6 điều mình học được về tiền đó, thì mình có chia sẻ một cái đoạn, đó là nhiều bạn cứ nghĩ là khi mà làm trong ngành này về tiền điện tử, về tiền ảo, về crypto thì lúc nào người ta cũng sẽ có xu hướng đó là dự trữ tiền, tài sản, lấy hết đi mua crypto. Nhưng mà mình nói là một trong những quyết định đúng đắn nhất của mình từ đến giờ đó là cứ mỗi chu kỳ nhất định thì mình sẽ gom góp lại để mình cash out ra một đợt để mình đi mua những tài sản ở bên ngoài, chứ mình không để ở crypto 100% những gì mà mình kiếm được nữa, mà mình sẽ cứ cash ra từng đợt để mình gom góp lại. Khi nào mà nó thành một cái cục lớn thì mình sẽ cố gắng mình đi tích góp, mình mua những cái tài sản bên ngoài. Và trên đây sẽ chỉ là cái cách phân bổ cá nhân của mình thôi, và ở mỗi thời điểm thì nó sẽ không giống như vậy hoàn toàn. Như mình có chia sẻ là ví dụ như là năm sau, khi mà cái dự định cá nhân của mình nó được sử dụng tiền rồi và nó xong rồi, thì mình cũng sẽ có những cách tích góp và mình sẽ chia vốn theo kiểu khác. Hoặc là không biết chừng sau này khi mà có nhu cầu khác, mình có thể là đi vay vốn, mình cần tiền mình đi vay, thì khi mà đi vay mình sẽ cần phải trích ra một khoản để mình trả nợ hàng tháng chẳng hạn, thì nó sẽ là thay đổi cái cục diện phân bổ vốn hoàn toàn luôn. Cho nên là lúc nào không phải là cũng phải phân chia phần trăm như thế như trên, đó chỉ là một cái cách hiện tại là nó sẽ như vậy thôi, và nó không áp dụng cho tất cả mọi người, nó chỉ áp dụng cho bản thân mình và với mình tại thời điểm hiện tại. Tại vì thu nhập của mình khác và chi tiêu của mình khác, thu nhập của các bạn khác và chi tiêu của các bạn khác, những ưu tiên cuộc sống của mình khác và ưu tiên cuộc sống của các bạn khác, độ tuổi của mình khác và độ tuổi của các bạn khác. Cho nên là mình không bao giờ chia sẻ những công thức chung để mọi người cùng áp dụng. Tại vì thực tế khi mà các bạn lên Google, các bạn search thì trên mạng, trên video YouTube có rất rất là nhiều những cái video mà chỉ các bạn phân bổ vốn như thế nào, nào là phần trăm bao nhiêu thì cho đầu tư, phần trăm bao nhiêu cho chi phí sinh hoạt, phần trăm bao nhiêu để làm này làm kia vân vân. Thì mình không có dám mang lên đây cái công thức nào hết, tại vì các bạn là ngay cả cái công thức trên mạng đó nó cũng không đúng với bản thân mình, thì làm sao mà mình dám chia sẻ để nó đúng với các bạn được. Đó, thì mỗi người mỗi khác, làm sao mà phân bổ vốn như nhau được. Mình chỉ có một lời khuyên mà mình đọc được qua một cái cuốn sách là Cha giàu cha nghèo, một cuốn sách rất là nổi tiếng của tác giả Robert, đó là chúng ta sẽ không bỏ hết toàn bộ trứng vào một rổ, và chúng ta cũng sẽ không bỏ ít trứng vào nhiều rổ, mà chúng ta hãy bỏ nhiều trứng vào một vài cái rổ được chọn lọc mà thôi. Phần thứ hai của tập podcast ngày hôm nay, mình sẽ nói qua một chút về việc đưa ra quyết định đầu tư.
Thông thường thì mọi người hay nói là khi đầu tư nên tránh bị FOMO, không nên theo tâm lý đám đông. FOMO tức là Fear of Missing Out, tức là cái cảm giác sợ bị bỏ lỡ. Khi mà các bạn nhìn thấy 100 người ngoài kia, 1000 người ngoài kia hay là rất nhiều người trên mạng xã hội họ nói về một thứ, họ đầu tư Bitcoin, họ giàu lên từ đó, thì mình cảm giác như là mình bị bỏ lỡ một cái cơ hội gì đó rồi và mình phải đầu tư theo, thì mình tránh bị như vậy. Nhưng mà đối với mình thì mình có một cái góc nhìn nó hơi khác một chút và mình sẽ chia sẻ quan điểm của mình. Đúng là đầu tư nên tránh bị FOMO và đầu tư thì không nên bị kéo theo cái tâm lý đám đông. Nhưng mà đó là còn tùy thuộc vào cái đám đông mà mọi người đang nói là ai nữa cơ. Mình lấy ví dụ như là đám đông bình thường mà mọi người hay nói là những người xa lạ, không quen, không biết trên mạng, là cư dân mạng, rất là nhiều người trên đó. Những hội nhóm crypto, tất cả đều dùng Telegram và mình không biết họ là ai. Mình chỉ chung một cái nhóm đó thôi, hùa nhau lôi kéo để mua một cái vài đồng coin nào đó. Thì tất nhiên là mình sẽ không đầu tư rồi, tại vì căn bản là mình không biết họ là ai cả. Và tệ hơn là có thể họ chỉ là những cái nick ảo chim mồi để tạo tâm lý FOMO, tạo tâm lý sợ bỏ lỡ, lôi kéo người khác vào để đầu tư theo lời của họ mà thôi, và làm giàu cho admin trong group đó mà thôi. Nếu mà lừa đảo thì mình cũng đâu làm gì được họ đâu, đúng không? Nhưng mà nếu như cái đám đông mọi người đang nói ở đây và cái FOMO mọi người đang nói ở đây là 50 người nhân viên của Kairos và con số 8 thì sao? Ví dụ như là trên văn phòng của tụi mình, tất cả mọi người khi mà mình bước lên văn phòng, tất cả mọi người đều đang nói về một dự án nào đó đang rất là hot, có tiềm năng tăng trưởng tốt, thì tất nhiên là mình sẽ có một cái suy nghĩ khác liền. Tại vì đây là những người mình đã làm việc chung trong suốt nhiều năm và công việc của các bạn là research mỗi ngày trên thị trường này, thì mình sẽ có một cái suy nghĩ khác liền, đúng không? Hay là một trường hợp khác, nếu mà đám đông ở đây là 25 người đứng đầu các quỹ đầu tư nổi tiếng trên một bàn tiệc đều cùng nói về một cái dự án thì như thế nào? Liệu cái cảm giác FOMO đó có được bỏ qua hay là có được lấp đầy hay không? Tại vì mình đã từng gặp một trường hợp rồi, đó là mình được mời tới tham dự một cái buổi ăn tối riêng tư với 25 quỹ đầu tư crypto, với những người C-level của những quỹ đầu tư này, và họ cùng nói về một số những cái dự án tiềm năng mà họ đang bullish trong thời gian tới. Thì chắc chắn là với tâm lý của một người bình thường sẽ có FOMO chứ, đúng không? Trời ơi, những người quỹ đầu tư, những người cá voi ngồi trên bàn này nói về một dự án, FOMO liền, mua liền. Cho nên là thật sự thì cái việc là tâm lý của mình nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều đến quyết định đầu tư của các bạn. Các bạn có đầu tư dự án đó hay không? Cho nên thì thật lòng mà nói, ngay cả bản thân mình, khi mà mình đưa ra một cái quyết định đầu tư nào đó cho bản thân, cái việc mà cảm tính ở đây và tâm lý ở đây nó ảnh hưởng khá là nhiều. Mặc dù mình đã research rất là kỹ về dự án đó rồi, chạc chiếc các thứ, giá entry đẹp đâu, backer đâu, lôi ra Twitter, tin tức này kia đâu, social media community đâu, vân vân. Nhưng mà đứng trước một cái việc mình bị FOMO bởi người này người kia, và quan trọng đó người đó là ai nữa cơ, thì cái điều mà mình bị FOMO bởi cái người đó đó nó cũng ảnh hưởng rất là nhiều đến cái việc mà tốc độ đầu tư vào dự án của mình, là mình sẽ mua liền ngay lập tức ngay trên bàn đó hay là mình đợi về nhà mình mua, vân vân. Nhưng mà nói gì thì nói thì đôi khi đến cái bước bỏ tiền vào rồi á thì mới là một câu chuyện khác, đúng không? Nói thì hay lắm, nói thì ai cũng nói được, nhưng mà đến cái bước gọi là bỏ tiền vào rồi và bấm cái nút mua rồi á thì nó sẽ là một câu chuyện khác. Chúng ta sẽ có sự phân vân ở đây, có nên đầu tư không ta, có nên vào lãnh không ta, có nên mua không ta, vân vân. Thì tuần trước mình có đọc quyển sách đó là Naval Ravikant, là Đế vương thịnh vượng và hạnh phúc á, thì có một câu khá là hay như thế này, đó là nếu bạn không thể đưa ra quyết định thì câu trả lời sẽ là không. Nó giống như việc khi mà bạn đặt những câu hỏi không chỉ trong đầu tư mà trong cuộc sống hàng ngày đó. Ví dụ mình có nên lấy người này không? Mình có nên nhận công việc này không? Tôi có nên chuyển đến thành phố này sinh sống không? Vân vân. Nếu mà bạn không thể đưa ra quyết định thì câu trả lời sẽ là không. Tại vì sao? Nếu như mà bạn thật sự yêu và bạn thật sự muốn cưới một người á, nếu mà bạn đã có đủ thời gian tìm hiểu nhau rồi và cho rằng đây sẽ là người mà mình muốn sống đến hết quãng đời còn lại, thì câu trả lời sẽ là tôi muốn lấy người này, tôi nhất định sẽ phải lấy người này và tôi tin vào quyết định của mình. Còn nếu mà bạn đã có suy nghĩ là tôi đã có nên lấy người này không ta, có nên cưới người này không ta, rồi liệu sau này tôi có hối hận không, thì khi đã đặt câu hỏi đó rồi, chính bạn đã có câu trả lời cho riêng mình rồi đó. Tương tự như vậy, khi mà tìm hiểu và research, theo dõi một cái dự án trong thời gian lâu, tính bằng tháng hoặc là thậm chí bằng năm đó, nếu đó thực sự là một cái dự án tốt, thì câu trả lời đúng sẽ là
tôi muốn đầu tư vào dự án này và tôi nhất định phải đầu tư vào dự án này, chứ không phải là tôi có nên đầu tư vào dự án này không ta, đầu tư xong thì có bị lỗ không ta, thì tốt nhất là bạn, câu trả lời là không, là bạn không nên đầu tư luôn. Thêm một điểm nữa là thông thường chúng ta sẽ dễ dàng có thói quen đồng ý, nhưng mà khi mà chúng ta đã nói không, khi chúng ta từ chối cơ hội này thì ngay lập tức mình sẽ có một suy nghĩ ngược lại là tại sao mình lại từ chối cơ hội này, tại sao mình bỏ lỡ cơ hội này, liệu mình bỏ lỡ cơ hội này thì mình có hối hận hay không, liệu mình có đang bỏ lỡ một điều gì đó quan trọng không. Cho nên nếu bạn đang phân vân một điều gì đó không thể đưa ra quyết định thì câu trả lời sẽ là không, tự động bạn sẽ phản ứng ngược lại và khi nói không rồi thì sẽ không thể thay đổi được nữa, và có hối hận thì bạn cũng đã quyết định rồi. Thì nhiều lần như vậy sau này bạn sẽ có xu hướng tập đưa ra quyết định luôn, một là có, hai là không. Và nếu là có thì bạn sẽ kiên định với nó, nếu là không thì bạn sẽ không hối hận. Chung quy lại thì nếu câu trả lời của bạn khi trước khi đầu tư vào một dự án là có thì chắc hẳn là bạn đã có cơ sở rõ ràng rồi, hoặc là có động cơ lý do nào đó rồi để quyết định là mình phải đầu tư và mình không được bỏ lỡ dự án này. Còn nếu câu trả lời của bạn là không mà bạn không thể giải thích tại sao bạn lại pass, không đầu tư deal này, bạn không đầu tư vào dự án này, thì bạn nên xem lại về động cơ đưa ra quyết định của mình. Chung quy lại thì với crypto, bên ngoài những cái yếu tố mà mọi người đã nói với nhau rất là nhiều rồi, như là cách đánh giá dự án, cách phân tích dự án tiềm năng, đa phần thì mình thấy trong thị trường crypto chủ yếu sẽ nằm ở mối quan hệ, tâm lý và mục đích của các bạn khi đầu tư. Nhiều khi nhà đầu tư nhỏ lẻ sẽ chỉ quan tâm một cái điểm thôi, đó là token của dự án có boom hay không, có tăng hay không, thay vì quan tâm như quỹ đầu tư là dự án sẽ phát triển, grow mạnh như thế nào, valuation sẽ tăng bao nhiêu lần. Tại vì với nhà đầu tư cá nhân mà nói thì suy cho cùng cái mục đích sau cùng và quan trọng nhất vẫn là cái túi tiền của họ mà thôi. Tất nhiên là chẳng ai muốn mình bị mất tiền cả, và bạn sẽ nhận ra việc đầu tư hay không thì cái quyết định cuối cùng vẫn sẽ nằm ở bạn, và bạn sẽ phải học cách là tự chịu trách nhiệm với số tiền của mình. Một quyết định sai có thể trả giá bằng thời gian, công sức và rất là nhiều tiền của bạn. Cho nên hôm nay mình sẽ chỉ trò chuyện với nhau đến đây thôi. Hy vọng là các bạn đã có cho mình một ít những cái kiến thức hữu ích về việc phân bổ vốn và đưa ra quyết định đầu tư như thế nào. Và cảm ơn bạn đã dành thời gian lắng nghe podcast của Jane. Nếu bạn thấy thích tập podcast này thì nhờ bạn nhấn thêm vào nút like để mình có thêm động lực làm những tập tiếp theo. Mình cảm ơn và xin chúc những gì tốt đẹp nhất trên thế giới này sẽ đến với bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập podcast sau. Bye bye!